Ở nhà chị Đỗ Nguyên chia sẻ rồi, để lại số điện thoại nào. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám là 25k đấy ạ. Nào nhanh tay nào. Áo khoác jean đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Khoác da đen, khoác da đỏ nha. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám đủ size cho bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Nào chị nào lấy mẫu gì chia sẻ bà cho em luôn đi ạ. Em xả một like duy nhất trong tất cả ngày hôm nay nha. 25k một sản phẩm đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nào. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám đi ạ. Áo chị ơi, chia sẻ trên 30 nhóm được miễn ship nha. Hôm nay chị nào chia sẻ trên 30 nhóm được miễn ship ạ. Em xả duy nhất một like ngày hôm nay 15k một sản phẩm nào. 25k một sản phẩm đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Nào hai lứa chia sẻ rồi để lại số điện thoại. Nào chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi chị ơi? Nào chia sẻ và nhiệt tình lên giúp em nha. Hôm nay xả toàn bộ sản phẩm là 25k đây ạ. Bé trai và bé gái đều mặc vừa nha. Áo bò 27 cân vừa đấy chị ơi. Chị lấy mẫu gì comment luôn cho em đi nào. Lấy mẫu gì comment luôn cho em đi nào. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Áo khoác kaki tất cả 4 màu đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Bên trong là lót lông này, đủ size từ 7 cân đến 30 cân, xả trong vòng 15 phút nha. Bò lông xanh xám luôn nha. Mỗi người giúp em 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân ạ. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám nhá. 25k một áo chị ơi, toàn bộ áo khoác xả với giá là 25k nha. Khoác phao, khoác jean đủ giá từ 25k áo da này. Áo da, áo bò này. Chia sẻ bài ok chị Maria Lan Anh nào. Ai chia sẻ rồi để lại số điện thoại ạ. Nhớ là 30 nhóm được miễn phí ship nha. Chị nào chia sẻ cho em 30 nhóm ngày hôm nay được miễn phí ship tận nhà nào. Nguyệt Nga chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Lấy sản phẩm gì comment vào đây luôn nào. Toàn bộ sản phẩm là 25k nào. Ok, chào chị Thảo Minh nha. Chia sẻ để lại số điện thoại ạ. Không quan trọng để lại số điện thoại nào. Em xả một like buổi chiều ngày hôm nay nữa thôi. 25k một áo đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Lan Anh chia sẻ rồi để lại số điện thoại nha. Lấy vừa thôi chị ơi. Chị lấy vừa thôi, khiếp, chia sẻ gì mà lấy nhiều thế. Nào nhanh tay lên đi nào. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái nha. Ai lấy mẫu gì comment luôn cho em đi ạ. Đồ bên nhà em xả chỉ dành cho chị nào chia sẻ bài thôi ạ. Mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm nha. Thế chị Trần Trang rồi ạ. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Trai gái đều mặc đẹp luôn nha. 25k một áo nào. Chào chị Thúy Hoàng nhớ. Thảo Minh chia sẻ chưa chị ơi? Không chia sẻ bài không chốt đơn đâu nha, mà comment số điện thoại nha. Nhớ là chỉ chia sẻ bài mới được chốt ạ. Ok, chỉ một mình chốt luôn miễn phí ship này. 35 nhóm miễn phí ship luôn nha. Các chị có bao nhiêu nhóm chia sẻ hết luôn để ủng hộ em nào. 25k một sản phẩm nào. Đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Bé trai và bé gái đều mặc vừa nha. Áo bò lông bên nhà em dành cho cả trai cả gái luôn chị ơi. Nhanh tay lên đi nào. Bé trai và bé gái đều mặc vừa chị ạ. Áo bò, áo kaki có tất cả là 4 màu nha chị ơi. Áo kaki có tất cả là 4 màu. Trang Dương chia sẻ rồi để lại số điện thoại đi ạ. Trang Dương chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Áo kaki tất cả 4 màu đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Kaki này, bò lông này, mẫu nào cũng có này. Giúp em chia sẻ bài đi các chị ơi, đủ size cho các bé luôn ạ. Áo kaki 4 màu, màu đỏ, màu xanh, màu hồng, màu đen nha. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại chị ơi. Không chia sẻ đủ thì không được gọi chị ạ. Áo bò lông xanh xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Trai gái đều mặc vừa nha. Nào nhanh tay lên đi nào. Nào ok chị một mình nào, cái đấy em chịu chị ạ. Chắc là cái nhóm đấy người ta không duyệt bài hay là sao đấy nhá. Áo bò lông xanh xám đủ size cho bé từ 7 đến 30 cân. Ok Thúy Hoàng nào. Xả duy nhất trong vòng 15 phút toàn bộ hàng áo kaki, áo da, áo bò lông ạ. 25k một sản phẩm cho chị nào chia sẻ bài nha. Nào ok nha, 25k một sản phẩm chị ơi. Ok chị Đỗ Nguyên này. Áo kaki đủ size nhá. Áo kaki này là lót lông nha. Đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Xả một like ngày hôm nay thôi ạ. Trai gái đều mặc vừa nha. Ok Ngô Thanh Hợp nha. Các chị ơi có bao nhiêu nhóm chia sẻ hết luôn cho em để ủng hộ em nào. 25k một sản phẩm đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok chị một mình nha. 30 nhóm miễn phí ship rồi chị ơi. 30 nhóm nha. Ok chị không quan trọng nào. Chị Tô Nguyễn ok này, để lại số điện thoại nào. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái ạ. Nhanh tay luôn nha. Em xả duy nhất like này thôi. Mua 2 lần toàn gửi hàng lộn không à. Inbox cho em chị nhá. Chị Phạm, chị Vân Nhi nhá. Chị nào lấy mẫu gì để lại số điện thoại cho em nha. Áo khoác kaki lót lông này đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Ok Hà Moon chia sẻ rồi nào. Không nhờ nhanh tay nào để lại số điện thoại cho em đi nào. Ok chị một mình nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái chị ạ. Chị Vân Nhi ơi inbox cho em đi chị ơi. Hỏi ở đây em có là người gửi hàng cho chị đâu mà em giải quyết được chị. Ok chị Nguyễn Thu Hương nha. Áo khoác kaki có tất cả là 4 màu đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Ok chị Hà Lê nhá. Bò lông xanh xám 7 cân đến 30 cân nào. Chia sẻ bài nào.
áo khoác bò lót lông xanh, áo khoác bò lót lông xám này. Giúp em chia sẻ bài càng nhiều hội nhóm càng tốt nha, đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Ok, bé Hân và hai đứa nào chia sẻ rồi để lại số điện thoại ạ. À, áo nâu cũng là 25k, đúng rồi chị ơi, áo nào cũng là 25k nhá. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok chị bé Nguyễn nha. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Mỗi người giúp em tối thiểu 10 hội nhóm ạ. À, sau khi đã chia sẻ rồi ghi cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại đây nha. 25k một sản phẩm, tất cả những cái em dơ lên đều có giá là 25k nhá. Áo da đen, áo da đỏ nào, áo da mặc rất là đẹp mùa này luôn nè. Ok chị Trần Trang nào, em nhận đơn duy nhất buổi chiều ngày hôm nay nha, ai lấy mẫu gì comment luôn nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok Phương Anh Chibi nhá. Áo màu xanh, màu xám, màu nào cũng có chị ạ. À, giúp em chia sẻ bài càng nhiều hội nhóm càng tốt này. Có 17 cân đấy chị ơi, bò lông xanh xám có 17 cân nha. Đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok Thu Hường chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại cho em luôn đi ạ. 25k một áo khoác bò lót lông nha. Nào nhanh tay nào, em xả trong vòng 15 phút thôi ạ. À, ai lấy mẫu gì comment luôn, chiều nay em sẽ gửi hàng nhớ. Toàn bộ hàng xả với giá là 25k cho chị nào chia sẻ bài ngay bây giờ nha. Chị nào đang xem live giúp em chia sẻ bài nha. Ok chị một mình này, hai lúa thế rồi này. Áo khoác bò lót lông xanh, áo khoác bò lót lông xám đủ size từ 7 cân đến 30 cân ạ. À, ok chị Xuân Linh nha. Hà Moon thêm hai nhóm nữa đi chị ơi, em xả 15 phút thôi. Ok Xuân Lan này. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai và bé gái này. Nào 10 phút nữa nào. Áo khoác bò lót lông xanh xám ạ. À, áo da cũng có giá là 25 chị ơi, áo da 25 nha. Áo da 25 cho chị nào chia sẻ bài nha, em xả rất là rẻ rồi đấy ạ. À, toàn bộ hàng là 25k cho chị nào ngay bây giờ chia sẻ bài giúp em ạ. À, mỗi người chỉ cần giúp em chia sẻ tối thiểu 10 hội nhóm thôi nha. Ok không quan trọng nha. Nga Lèo thế rồi này, 7 cân đến 30 cân vừa chị ơi, 25k một áo size đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nhá. Bò lót lông xanh xám này. Áo da đen, áo da đỏ đủ size từ 7 cân đến 30 cân nha. Chị Thúy Nga ơi chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Ok Xuân Lan nào. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái ạ. À, áo da đen, áo da đỏ 25k nha. Ok Nguyễn Dung nha. Chia sẻ cho em đi nào. Ok chị một mình này. Bé Nguyễn thêm hai nhóm đi chị ơi. Nhớ cho em là 30 nhóm được miễn phí ship nha. Chị nào chia sẻ 30 nhóm cho comment vào đây ạ. À, ai chia sẻ trên 30 nhóm sẽ được miễn phí ship nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ và áo khoác bò lót lông này. Size đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân, trai gái đều mặc đẹp hết nha. Nào nhanh tay nha. Ok Hà Mun nha. À 25k chị ạ. À, 25k áo bò lông 25k nào. Chia sẻ bài cho em đi, em chốt đơn luôn nhá. Ok Hoàng Anh nha. Nào Bảo Thanh chia sẻ rồi để lại số điện thoại nào. Mỗi người 10 hội nhóm, trên 30 nhóm được miễn ship chị ạ. À, không chia sẻ thì không 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 được mua đâu chị ơi, không chia sẻ không bán đâu. Tại vì cái hàng này là hàng chỉ để bán chia sẻ thôi. Ok bé Nguyễn để lại số điện thoại nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size từ 7 cân đến 30 cân ạ. À, gilet thì không có rồi. Ok Giang Nguyễn nha. Em xả trong vòng 15 phút thôi chị ơi, áo phao có nhá. Áo phao gilet không có đâu chị ơi, áo phao thì có. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn vào đây nào. Em xả toàn bộ sản phẩm là 25k duy nhất một like ngày hôm nay đấy ạ. À, ok chị Xuân Mai nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size từ 7 đến 30 cân. Ok Phương Anh Chibi này. Các chị lấy mẫu nào comment luôn vào đây nào. 15 phút nào, xả trong vòng 15 phút toàn bộ sản phẩm là 25k nào. Ok Nhung Sa nha. Chia sẻ rồi để lại số điện thoại cho em ạ. À, 25k một sản phẩm nhá. 30 nhóm được miễn phí ship chị ơi, khởi phẩm Mỹ chia sẻ thêm hai nhóm nào. 30 nhóm được miễn phí ship nha, trên 30 nhóm được miễn phí ship luôn. Mọi người nhanh tay để lại số điện thoại cho em ở đây ạ. À, 25k một áo khoác bò lót lông đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Chia sẻ bài càng nhiều hội nhóm càng tốt nha. Ok chị Châu Subin nào, Bích Hồng thế rồi này. Xanh xám đều con gái, con trai đều mặc được các chị ạ. À, trai gái đều mặc được nha. Xanh xám bò lông này, áo da đen, áo da đỏ này. Mỗi người giúp em chia sẻ bài tối thiểu 10 hội nhóm và hai lần lên trang cá nhân nha. Ok Châu Subin nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái luôn ạ. Áo khoác kaki lót lông 7 cân đến 30 cân 25k một áo nào. Kaki lót lông tất cả 4 màu 7 cân đến 30 cân. Ok Châu Subin này. Chị nào lấy mẫu gì comment nhiệt tình luôn ở đây ạ. À, em vẫn đang bán áo bò nhá, 25k một áo nha. Ok chị Novita chia sẻ đi chị ơi, không chia sẻ bài không chốt đơn đâu. Chị nào đang xem live quay ra mỗi người chia sẻ cho em thêm 2 3 nhóm đi nào. Ok chị Nami Phạm nha, Lưu Ly thấy rồi này. Ai đang xem live quay ra chia sẻ mỗi người 2 đến 3 nhóm cho em đi ạ. À, Lily để lại số điện thoại nha. 25k một áo đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo khoác kaki lót lông này. Màu hồng và màu be ạ. À, màu hồng và màu be cũng rất là xinh. À màu này là màu nâu đất nha.
7 cân đến 30 cân bé Nguyễn này, trai gái đều mặc được chị ơi, chị nào con gái thì có thể lấy màu hồng nhá, màu hồng rất là xinh luôn. Chia sẻ bài mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nha. Ok đoàn tưới nào. 25k một sản phẩm đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Áo khoác kaki lót lông nha. Chia sẻ bài mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân cho em nào. Ok chị bé Nguyễn ạ, Thúy Hoàng thế rồi nha. 25k một sản phẩm chị ơi, đủ size từ 7 đến 30 cân luôn nhá. Nhanh tay nào. Em xả trong vòng 15 phút thôi, chị nào lấy mẫu gì comment luôn ạ. Miễn phí ship Bảo Thanh nha. 30 nhóm miễn phí ship nha, các chị còn 5 phút nữa nào, giúp em chia sẻ bài nào. Nghi Tạ chia sẻ rồi, để lại số điện thoại ạ. Áo khoác này là bên trong lót lông 100% luôn nhá. Chị nào có nhu cầu nhìn này. Bên trong lót lông 100% rất là ấm luôn nha. Áo phao tí nữa em bán chị ạ. Ok chị Hương Vi Nguyễn nha, áo kaki ok nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái, chị ơi lấy thêm thì phải chia sẻ thêm nhá. Áo bò lông xanh có cho bé 13 cân luôn. Có cho tất cả các bé từ 7 cân đến 30 cân áo kaki, áo da, áo bò lông ạ. Chị nào lấy mẫu gì để lại số điện thoại nào. Ok Thúy Hoàng này từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ nha. Chia sẻ bài nào. 25k ok ạ. 25k và có 25 cân chị ơi. Bò lông xanh, bò lông xám này 25k một áo nha. Chị nào lấy áo bò comment vào đây ạ. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Ok chị bông sen này. Em xả với giá là 25k một áo thôi mọi người, nhanh tay lên nha. Một like duy nhất nha. Chiều nay em sẽ chốt đơn luôn nào. 25k một áo chị ạ. Một mình ok nha. Chị Nguyễn Dung ok này. Các bên nhân viên nhà em đang đóng hàng rồi, mọi người đặt luôn cho em để em vào lên đơn gửi đi luôn ạ. 25k một áo đủ size cho bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Tất cả các áo đều có size từ 7 cân đến 30 cân nha. Áo da 14 cân ok, chị để lại số điện thoại nào. 25k một áo bò lông ạ. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám là 25k nha. Ok chị Huệ Phương Trần này. Bé trai bé gái được mặc vừa nha. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám đủ size từ 7 cân đến 30 cân. Ok Nhung xa nhớ, ok chị Hoa Đoàn nha. Chia sẻ thêm 2-3 nhóm nữa cho em đi chị ơi. Ai đang xem like chia sẻ thêm cho em đi nào. Ok Lưu Ly này. Áo khoác da màu đen, áo khoác da màu đỏ đủ size từ 7 cân đến 30 cân ạ. Mỗi người giúp em chia sẻ thêm mấy nhóm nữa đi nào, 3 nhóm nữa nha. Mỗi người chia sẻ thêm 3 nhóm nữa cho em nha. Ok chị ơi có 7 cân ạ. Có cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nhớ, em xả nốt một like này thôi. Áo bò lông 16 cân ok nha. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn nào. Áo bò, áo da và áo kaki em có size cho tất cả các bé từ 7 cân đến 30 cân luôn ạ. Ok Lưu Ly này. Da đen, da đỏ nha. Lấy mẫu gì comment luôn nào. Trai gái đều mặc đẹp chị ơi. Áo nào cũng là 25k nhớ. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Chia sẻ bài nhiệt tình lên cho em đi nào. Mỗi người tối thiểu 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân em chốt đơn ạ. Nhanh tay nào chị ơi, nhanh tay nào. Ok chị Toàn Trần Minh thấy rồi chị ơi, mỗi người chia sẻ cho em thêm 2 nhóm nữa chưa. Ok Hà Mun nha. Nobita thấy rồi này. Em xả một like ngày hôm nay tất cả các sản phẩm là 25k. Mọi người không chia sẻ lên em không chốt đơn đâu ạ. Ok Ánh Mặt Trời nha. Từ 7 cân đến 30 cân vừa chị ơi. Có cả áo kaki cả bò lông nhá. Nhanh tay nào, có chị nào nữa không. 25k một sản phẩm chị ơi. Tất cả các mẫu đều là 25k nha. Chia sẻ bài mỗi người 10 hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân cho em luôn nha. Ok chị Kỳ Võ nào nhìn thấy rồi ạ. À? Áo bò xanh xám đủ size cho bé từ 7 cân đến 30 cân chị ơi. Ok Trần Loan nha. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ nào. Ok chị Mỹ Duyên nào. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái luôn ạ. Da đen, da đỏ đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân. Ok Ngọc Ánh Dương nha. Bé trai bé gái được mặc vừa chị ạ. À? 25k chị ơi, 25k một áo nha. Ai lấy mẫu gì comment luôn nào. Ok Xuyến Trần này, một lát nữa thì em sẽ bán áo phao chị nhá. Một phút nữa nha. Ok chị Nga Lèo nào. 30 nhóm miễn phí ship, chị nào chia sẻ 30 nhóm rồi comment vào đây ạ. À. Kim Huệ ơi áo phao tí nữa em bán chị ạ. À. Tí nữa em bán áo phao, bây giờ em chỉ xả 25k thôi. Ok chị Nguyệt Ánh nha, Nguyệt Ánh để lại số điện thoại cho em nha. Ok chị Hằng Phạm nào. Phí ship 30.000 toàn quốc nhưng mà chị nào chia sẻ trên 30 nhóm thì sẽ được miễn phí ship luôn nhá. Ok chị Novita này. Áo khoác da đen, áo khoác da đỏ đủ size từ 7 đến 30 cân. Ok chị Trần Minh nha. Đồ bên nhà em dành cho cả bé trai bé gái ạ. À. Quần bò có chị ơi, tí nữa em bán quần bò. Chị nào xem like của em thì tí nữa sẽ có bán hàng và sẽ xả rất là nhiều mẫu nha. Sẽ xem like của em nha. Chốt hàng đi chị ơi, chiều nay em sẽ chốt luôn ạ. À. Ok chị Nga Lèo nha. 30 nhóm miễn phí ship nào. Quần bò, áo phao thì đợi xem like của em, một lát nữa em bán ạ. À. Bây giờ em chỉ xả những cái hàng này thôi. Chị nào có nhu cầu mua thì ấy đi, tí nữa em sẽ xả hàng giá rẻ nhá. Còn chị nào nữa không, nhanh tay nào. Áo da 100, áo da 25.000 một áo nha. Xuân Mai miễn phí ship nha. Ok Linh Di này. Nhanh tay đặt nốt cho em đi nào, em chuẩn bị bán hàng rồi đây.
Chị nào lấy mẫu gì comment nốt cho em luôn đi ạ. Em chuẩn bị xả hàng bây giờ rồi đấy nhá. Còn chị nào nữa không? Hết 15 phút là em không giả đâu. Ngắm cho em những mẫu này đi nào, chuẩn bị bán hàng nào. Chị nào đang xem like ngắm cho em những mẫu này đi ạ. Áo bò lót lông 130.000 nha. Nào, chị nào mà đã chia sẻ rồi, chiều nay em sẽ gửi hàng luôn cho các chị. Còn bây giờ em sẽ bán hàng. Mọi người dừng comment với giá là 25k nha. Mọi người dừng comment với giá là 25k. Bây giờ là thời gian bán hàng rồi ạ. Áo khoác bò lót lông ngày hôm nay nào, áo khoác bò lót lông 100% rất là ấm nha, cực kỳ dày và ấm ạ. Rất hợp cho bé trai và bé gái đều mặc được luôn nhá, đủ size từ 7 cân đến 26 cân nha. Em xả 130.000 một áo, đủ size cho các bé từ 7 đến 26 cân ạ. Áo bò lót lông 130.000 nha, chị nào vừa hỏi quần nhỉ? Quần bò hôm nay em vẫn bán 110.000 một quần nha, mua hai quần còn 100.000 nha. Quần này hôm nay em vẫn bán là 110.000 một quần ạ, mua từ hai quần còn 100.000. Áo bò lông xanh xám là 130, chị nào đặt hàng mẫu nào để là địa chỉ số điện thoại ạ. Quần bò 110.000, áo bò lông xanh, áo bò lông xám 130.000, 7 cân đến 26 cân nha. Đặt hàng áo bò lót lông để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn cho em nha. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám 130.000 một áo cho các bé từ 7 cân đến 26 cân ạ. À. Chị Lưu Lưu em xả áo bò 130 nha. Áo bò lót lông xanh xám 130.000, 7 cân đến 26 cân nào. Bây giờ chị nào comment 25k nữa em xin phép hủy đơn nhá. Bây giờ là thời gian bán hàng rồi ạ. À. Chị nào mua hàng thì comment vào đây luôn nha. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám này là 130.000, 7 cân đến 26 cân. Chị nào lấy không ạ? À? Bò lông xanh xám 130.000 nha, hủy đơn Vũ Thị Kiều. Sumi Trần hủy. Áo bò lông xanh, áo bò lông xám đây là 130.000, 7 cân đến 26 cân. Còn quần bò là giá 110.000 nha. Chị nào mua từ hai quần thì sẽ chỉ còn 100.000 một quần bò thôi ạ. À. Quần bò 110.000, nếu mà mua từ hai quần sẽ chỉ còn 100.000 nha. Đặt hàng mẫu nào để lại địa chỉ số điện thoại cho em nào. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000, áo da cũng 130 nha. Áo kaki vàng này cũng 130 này. Áo da đen, áo da nâu 130.000 nha. Chị nào lấy mẫu gì để là địa chỉ số điện thoại nào, hủy đơn của chị Lưu Ly luôn nhá. Đây ạ. À, áo bò lông xanh xám 130, áo da là 130.000 nào. Da đen, da nâu 130.000, 7 cân đến 26 cân nha. Đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Áo da đen, áo da nâu 130.000 này. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám 130.000, 7 cân đến 26 cân ạ. À. Chị nào đặt hàng màu áo bò lông và áo da cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò rách xanh, quần bò rách xám 110 nha. Quần bò rách xanh, quần bò rách xám 110.000, nếu mà mua từ hai quần còn 100 nha. 7 cân đến 28 cân ạ. À. 7 cân đến 28 cân, quần bò 110.000 chị Thanh Kim nhá, quần bò 110 ạ. À. Áo da 130 chị ơi, áo da 130 hết rồi. Quần bò 110.000 liên lương để lại địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò 110.000 mua từ hai quần còn 100.000 nha. Đặt hàng mẫu nào để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi nào. Áo da là 130, quần bò 110 ạ. À. Quần bò 110.000, áo da, áo bò lông đồng giá là 130.000, 7 cân đến 26 cân nha. Bò lông 130.000 một áo, áo da đen 130, chị Thắm Phạm về áo da đen để lại địa chỉ số điện thoại nào. Liên Hương ơi, quần bò 13 cân vừa chị ơi, 110.000 một quần nha, mua hai quần còn 100.000 ạ. À. Áo bò lót lông 28 cân có chị ơi. À, áo bò lót lông chỉ có từ 7 cân đến 26 cân thôi, 130 một áo nha. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám 130.000 một áo, 7 cân đến 26 cân ạ. À. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại đầy đủ em cho đơn nào. Bò lót lông xanh xám 130.000 một áo nha. Set bò dài tay 150 nha. Bò lông 130, set bò 150.000, 7 cân đến 28 cân nào. Set bò dài tay xanh xám 150.000 một set, 7 đến 28 cân ạ. À. Chị nào lấy set bò comment luôn nào, Gucci dài tay thêu nha. Áo bò con gái mặc đẹp chị ơi, chị Vũ Thị Kiều nhá, trai gái đều mặc đẹp. Set bò này là 150.000, 7 cân đến 28 cân, còn quần bò là 150 nha. Quần bò là 150.000, 7 cân. À, áo bò là 130.000, 7 cân đến 28 cân nha. Chị Thanh Kim ơi, quần bò 17 cân vừa chị ơi. Quần bò em đã bảo là đủ size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân nên là chị yên tâm nhá, trong khoảng từ 7 đến 28 cân vừa hết. Chị nào đặt thì để lại địa chỉ số điện thoại nào, áo bò trai gái mà đều mặc được nha. Quần bò 110, áo bò 130 nha. Áo bò là lót lông 100%, mặc rất là mềm luôn ạ. Lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào? Thanh Kim lấy quần bò để lại địa chỉ số điện thoại nha. Quần áo bò cho bé 13 cân, chị Liên Hương để lại địa chỉ số điện thoại nào, lấy màu gì nhỉ? Chị Liên Hương lấy màu gì để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn cho em nha. Ai đặt mẫu gì cho em xin thông tin luôn, địa chỉ luôn nha. Địa chỉ luôn chị Liên Hương ơi. Set bò này là 150.000, 7 cân đến 28 cân ạ. Set bò Gucci theo xanh xám này là 150.000 nha. 7 cân đến 28 cân, chị nào lấy set Gucci này để lại địa chỉ số điện thoại ạ.
Quần bò 12 cân thanh kim có lấy không? Để lại địa chỉ số điện thoại nào. Hoàng Anh ơi, áo bò đấy không bán nhá. Không chị ơi, đơn hàng nào trên 500 nghìn thì miễn phí ship nha. Chị nào có đơn hàng trên 500 nghìn thì sẽ được miễn phí ship ạ. Còn set bò này là 150 nghìn, set bò Gucci dài tay này, hình thêu này, đủ size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân. Em không miễn phí ship đâu chị ơi, có ship nhưng mà không miễn phí ship đâu nha. Đơn hàng trên 500 nghìn thì sẽ được miễn phí ship nha. Quần bò 110 nghìn, mua hai quần còn 100 nghìn ạ. À. Quần bò rách, quần bò kaki không có, quần quần kaki á không có. Áo bò lông viền mũ hết rồi. Quần bò rách xanh, rách xám này là 110 nghìn, mua hai quần còn 100 nghìn ạ. À. Chị nào lấy cái quần bò này để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Áo dạ 14 cân 130 nha. Áo dạ 99.000 chị ơi. Áo dạ 3 màu be cam đất và xanh 99.000 một áo nha. Dạ 99.000 đủ size cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. À. Chị nào đặt hàng áo khoác dạ cho em xin địa chỉ số điện thoại em cho đơn nào. Khoác dạ 99.000 nha. Chị Vân ơi để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Áo bò lông xanh xám 130 nào. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám 130.000, khoác dạ 99.000 ạ. À. Khoác dạ 3 màu 99.000, bò lông xanh xám 130 nha. Chị Liên Hương để lại địa chỉ nha. Quần bò 22 cân vừa chị lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại đây cho em ạ. Quần bò bên nhà em 22 cân vừa chị Thu Thảo Phạm lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Ok chị nhá. Lấy quần bò thì để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn tại vì em không lấy size cho các chị xem ở đâu ạ. À. Cửa hàng bên nhà em không ở đây. Quần bò này là 110 nghìn một quần, nếu mà chị nào mua hai quần thì sẽ còn 100 nghìn nhá. Quần bò jean rách 110 nghìn nha, 7 cân đến 28 cân ạ. À. Inbox cho em đi chị ơi. Áo dạ này là 99 nghìn, có 3 màu dạ be, dạ cam đất, dạ xanh này. 99 nghìn một áo size đủ cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nha. Chị nào lấy áo dạ comment luôn nha. Lê Ngọc để lại địa chỉ nào chị ơi. Khoác da con trai con gái đều mặc vừa 130 một áo chị Lê Quý nhá. Khoác da chỉ có loại này thôi. 130 nghìn một áo 7 cân đến 28 cân nha. Khoác da chỉ có loại này giá là 130 thôi nhá. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào, inbox rồi ok nha. Áo da em chỉ bán loại này thôi chị ạ. À. Áo da 130 nghìn chỉ bán loại này nha, không bán loại khác nha. Bò lông xám 130 chị Vân ơi. Bò lót lông xanh, lót lông xám 130 nghìn 7 cân đến 26 cân nha. Chị Vân Vina để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị nào inbox cho em thì inbox luôn cho em để nhân viên có chốt đơn ạ. À. Áo dạ 99 nghìn Lê Quý ơi, áo dạ 99 nghìn 7 cân đến 30 cân nha. Dạ 3 màu xanh, be và cam đất này. 99.000 một áo 7 cân đến 30 cân nha. Áo bò lót lông xanh xám là từ 7 cân đến 26 cân 130 nào. Bò lót lông xanh, lót lông xám 130 nghìn nha. Áo phao vì sao không bán chị ơi? Chị nào lấy mẫu nào để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em nha. Áo dạ 99.000, áo bò lông 130 nghìn 7 cân đến 26 cân ạ. À. Ok chị Lê Ngọc chốt nha. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại luôn cho em đi nào. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám này là 130 nghìn, có size cho các bé từ 7 cân đến 26 cân ạ. À. Áo phao đen thì không có. Chị ơi, áo khoác đây là áo khoác mà. Áo bò lông này là áo khoác mà, 130 nghìn một áo nha. Khoác da và khoác bò lông đồng giá là 130 nghìn, đủ size từ 7 cân đến 26 cân nhá. Khoác da và khoác bò lông này. Áo da khóa cổ bé em đã bảo là em không bán rồi chị ơi. Quần một ok nha chị Lê Ngọc để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo khoác kaki 15 cân đến 28 cân là 130 nghìn nào. Áo khoác kaki lót lông màu vàng 130 nghìn một áo nha. Từ 15 cân đến 28 cân nha. Xỉ thì inbox chị Nguyễn Thị Nga ơi, xỉ inbox nha. Chị Mộng Liên ơi, quần bò không có 30 cân đâu, đừng đặt nhá. Quần bò không có 30 cân đâu. Ok chị Viên Nga để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Viên Nga, chị Trung Beo Thành Trung để lại địa chỉ số điện thoại nha. Viên Nga và Trung Beo Thành Trung nào. Áo bò, áo kaki này là 130.000 7 cân đến 26 cân ạ. À. Kaki vàng nha, 15 cân đến 25 cân nha. Viên Ngô để lại địa chỉ nào. Ok, chị Hạnh Hồng nhá. Chị Hạnh Hồng ơi, inbox cho em có biết đâu, em không phải là người gửi hàng cho chị đâu. Quần bò 20 cân 110.000 một quần nha. Quần bò rách 110.000 một quần 7 cân đến 28 cân. Chị nào lấy quần bò rách comment vào đây ạ. À. Rách xanh, rách xám 110.000 một quần này, 7 cân đến 28 cân, đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. 20 cân vừa đấy chị Khoai Tây ơi. 20 cân vừa đấy chị lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Thành Trung nào, Trung Bảo Thành Trung để lại địa chỉ nha. Trung Béo Thành Trung nha, để lại địa chỉ nào. Quần bò rách xanh, rách xám này là 110.000 một quần, mua hai quần sẽ còn 100.000 thôi ạ. À. 20 cân vừa đấy chị Khoai Tây ơi, 20 cân vừa nha. Bé trai và bé gái đều mặc vừa quần ạ. À. Ai lấy thì để lại địa chỉ số điện thoại cho em ở đây luôn nhá.
Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám là 130 nghìn này. Màu xanh, màu xám 130 nha. Chị Trung Bèo, Trung Bèo để lại địa chỉ cho em. Chị ơi em chốt đơn nào. Cho em xin địa chỉ em chốt được đơn nha. 150 nghìn một áo phao từ 15 cân đến 28 cân ạ. Áo phao xanh rêu và áo phao xám 150 nghìn từ 15 cân đến 28 cân nha. Chị nào lấy áo phao cho em xin địa chỉ số điện thoại ở đây luôn nha. Chị Thành Trung để lại địa chỉ nào mọi người ơi. Bây giờ mọi người ít người rồi các chị có thể hỏi mẫu gì cũng được nhá. Áo phao là 150 nghìn từ 15 cân đến 28 cân ạ. Phao xanh, phao xám này 150 nghìn nha. Chị Bích Biên Thùy để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ai lấy mẫu gì để lại địa chỉ luôn chị ơi. Chị Thành Trung chưa có địa chỉ nhá. Chị Biên Thùy lấy hai quần bò là 110 nghìn một quần, mua hai quần là 200 nghìn nha. Hai quần là 200 nghìn, chị Biên Thùy để lại địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò rách xanh, quần bò rách xám 110 nghìn một quần ạ. Mua hai quần sẽ chỉ còn 100 nghìn thôi, đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Đặt hàng quần bò cho em xin địa chỉ số điện thoại em cho đơn nha. 20 cân vừa ấy chị ạ. Ai lấy quần bò cho em xin thông tin luôn nào. Áo bò lông xanh xám 130, chị Biên Thúy để lại địa chỉ luôn nào. Không có địa chỉ không chốt được đơn đâu. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám này là 130 nha. Áo bò lót lông xanh, bò lót lông xám này là 130.000 7 cân đến 26 cân ạ. Kaki thì có một màu màu vàng thôi, kaki có mỗi màu vàng thôi. Áo bò lông 130 chị Linh nhá. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám đây là 130.000 này. Chị ơi tầm khoảng 2 đến 4 ngày nhỉ. Kaki còn mỗi màu vàng thôi, từ 7 cân đến 20, 15 cân đến 25 cân nha. Kaki còn mỗi màu vàng chị Hà Hoàng nhá, còn vàng không canh mặc ấy. Nghệ An tầm khoảng 2 đến 4 ngày có nha. Áo phao là không có 8 cân đâu. Áo vàng lót lông này là 100 kaki 130 nhá. Áo kaki vàng 130.000 từ 15 cân đến 28 cân nha, 15 đến 25 cân ạ. Chị nào lấy áo kaki vàng này để là địa chỉ số điện thoại nào. 150.000, 130.000 một áo ạ. Nào, ship Nghệ An tầm khoảng 2 đến 4 ngày có hàng chứ không? Áo phao này không bán, ok chị Biên Thùy nhá. Chị Vân Vina lấy bò lông xám có địa chỉ số điện thoại chưa chị ơi? Không có, không chốt đơn đâu nha. Áo pha Pocka không, không có nhá. Quần bò 110.000 nha. Quần bò lót lông xanh, lót lông xám 110.000, mua hai quần còn 100.000 ạ. Chị Hành Hồng ơi ok nha. Quần bò rách xanh, rách xám này là quần bò rách không phải quần bò lót lông đâu chị ơi. Quần bò này là quần bò rách nha, 110.000 nha. Chị Mộng Liên để lại địa chỉ cho em nào chị ơi. Chị Mộng Liên để lại địa chỉ nào. Quần bò lót lông không có. Đây là quần bò rách 110.000 một quần, quần bò thường nhé. Quần bò rách xanh, rách xám 110.000, đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị nào mua hai quần sẽ chỉ còn 200.000 hai quần thôi ạ. Áo bò từ 7 đến 26 cân ok Hoa Nguyễn chốt nha. Áo bò lông xanh xám là từ 7 cân đến 26 cân vừa chị ơi. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám 7 đến 26 cân vừa nào. Chị nào đặt hàng áo bò lót lông cho em xin địa chỉ số điện thoại em cho đơn nào. 7 cân đến 26 cân vừa, mua hai cái áo khoác lót lông bao nhiêu? Hai cái áo khoác, một áo là 130 thì mua hai áo là 260 chị Thanh Kim ơi. Mua hai áo thì là 260 nhá, quần bò mềm chị ơi, quần bò rất mềm luôn nha. Quần bò chất dày dặn này cực kỳ mềm luôn, 110 nghìn một quần, mua hai quần còn 100 ạ. Mua hai quần sẽ còn 100 nghìn nha. Áo bò lót lông xanh, áo bò lót lông xám đây là 130.000 7 cân đến 26 cân nha. Chị Thanh Kim lấy áo thì cho em xin địa chỉ số điện thoại nhá. Đơn hàng trên 500.000 thì em sẽ có hỗ trợ phí ship nhá. Miễn phí ship luôn. Miễn phí ship cho chị nào đơn hàng trên 500.000 nha. Áo khoác dạ 99.000 ạ. Áo màu vàng lót lông có 7 cân không? Không có chị ạ, hết 7 cân rồi. Áo màu vàng lót lông còn từ 15 cân. Áo jean không nón không có. Áo bò lót lông xanh xám là chỉ có loại có mũ thôi. 130.000 một áo từ 7 cân đến 26 cân nha. Chị nào lấy áo bò lót lông này để làm địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò mềm, chị Nga My ơi, quần bò mềm nhớ. Chị Hồng Liên cho em xin địa chỉ chị ơi. Quần Hồng Liên cho em xin địa chỉ nào. Quần bò 110.000, nếu mà mua hai quần thì chỉ còn 100.000 một quần thôi ạ. Áo phao này là 150.000 từ 15 cân đến 28 cân nha. Áo phao 150.000 từ 15 cân đến 28 cân nha. Có 10 cân chị Hoàng Mạnh Tài ơi, 10 cân mặc mẫu gì cũng được nhá. 10 cân chị mua cái gì nhỉ? Áo dạ này 99.000 ba màu này. Áo phao này là 150.000 từ 15 cân đến 28 cân nha.
Sao 150.000 nha, mua hai áo không bớt giá hả em? Không chị ơi, không bớt ở đâu, em đã bán rẻ rồi mà. Bán trên Line là bán rẻ nhất rồi, nếu mà ra shop mua không có giá này đâu. Áo bò 40 cân không vừa đâu ạ. Áo dạ 30 cân có chị ơi, áo dạ 99.000 30 cân vừa nha. Áo dạ màu be, màu xanh, màu cam đất 30 cân vừa nha, 99.000 một áo chị ạ. Dạ này là dạ Hàn nhá. Áo dạ Hàn 99.000 một áo, chị nào đặt cho em xin địa chỉ số điện thoại đi các chị ơi. 99.000 một áo dạ Hàn này, từ 7 cân đến 30 cân nha. Trai gái đều mặc được các chị ạ. Áo phao chỉ có cái dáng ngắn đấy thôi, không có áo phao dáng dài đâu chị ạ. Chị Hoàng Mạnh Tài ơi, 10 cân vừa đấy, chị lấy mẫu gì nhỉ? Áo khoác dạ này là 99 như một áo size đủ cho các bé từ 7 cân đến 20 đến 30 cân luôn nha. Chị Trang Hoàng ơi, chị đặt cái gì đấy? Đơn của chị chắc là em gửi rồi đấy. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại nào. Alo ạ. Dạ. Không, cho đang ở trường, cho đang đi thi. Vâng. Để cháu gửi, để cháu gửi nhá. Từ từ thì tí nữa gọi lại nhá, từ từ đã. Dạ không biết, tí nữa cháu gửi gọi lại nhá, từ để cháu tính đã nhá. Ok chị Phạm Quyên nha, chị nào lấy mẫu gì để lại số điện thoại cho em nào. Áo khoác cho các bé từ 7 cân đến 30 cân ạ. Set bò ngắn có 28 cân chị ơi, set bò là 150 nhá, có 28 cân đấy ạ. Áo khoác dạ đủ size nha. Bộ màu xanh là 150 chị Lăng Hồ ơi. Bộ màu xanh này là 150.000 đủ size cho các bé từ 7 cân đến bộ màu xanh này có cho các bé từ 7 cân đến 28 cân, nó là 150.000 chị ạ. Ok chị Phạm Quyên nha. Ai lấy mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Set bò này là 150.000 7 cân đến 30 cân đấy ạ. Set bò size dài tay xanh xám này là 150.000 nha. Size đủ cho các bé từ 7 cân đến 28 cân, đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại nha. Nào chị nào lấy mẫu nào để lại địa chỉ số điện thoại nào. Set bò dài tay xanh xám ạ. Áo bò màu xanh bao nhiêu? Bộ màu xanh này là 150 chị ơi. Bộ bộ ngắn thì có 25 cân nhá. Bộ ngắn cũng thế chị ạ. Bộ bò ngắn thì cũng là 150.000 ạ. Set bò dài tay xanh xám này là 150.000 7 cân đến 28 cân nha. Quần jean phía sau á, quần jean phía sau nó là quần sọc chị ơi, quần sọc từ 15 cân đến 28 cân 110 nhá. Quần sọc từ 15 cân đến 28 cân 110.000 một quần nha. Lấy quần này cho em xin địa chỉ số điện thoại chị ơi. 110.000 một quần, mua hai quần còn 100.000 ạ. Áo jean đó, phía sau cho xem quần jean. Quần jean sọc này là 110.000, mua hai quần còn 100.000 nha, đặt hàng quần jean để lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo bò lông 30 cân. Áo bò lông 30 cân thì không 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 vừa rồi chị ạ. À, bò lông chỉ có cho các bé từ 7 cân đến 26 cân thôi. Áo bò lót lông xanh, lót lông xám thì chỉ có cho các bé từ 7 cân đến 26 cân thôi ạ. À, bộ bò màu xanh 150 chị Long Long Hồ ơi, bộ bò xanh 150 nha. Chị nào đặt mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại đem chốt đơn nào. Bò lót lông xanh, bò lót lông xám này. Chị Nguyễn Thị Kim Vân ơi, set bạn nữ có mặc được không nhỉ? Có chị ơi, trai gái đều mặc được nhá. Set bò Gucci theo này này, trai gái đều mặc được, 150.000 một set nha. Set bò Gucci theo 150.000 7 cân đến 28 cân nha. Áo da màu kem á, áo da màu kem, áo dạ màu kem mà chị ơi, 99 như một áo nha. Áo dạ 99 như một áo có màu kem đấy chị ơi. Áo dạ đây 99 như một áo có màu kem nha, 7 cân đến 30 cân nha. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò không lót lông chị ơi. Quần bò đấy là quần bò thường mà, có phải quần bò lót lông đâu, quần bò thường nhá. Áo khoác jean là 130 chị Lăng Hồ nhá. Áo khoác jean 130.000 7 đến 26 cân nha. Áo khoác bò lót lông xanh xám này là 130.000 7 cân đến 26 cân ạ. À, chị nào lấy áo bò lót lông này để lại địa chỉ số điện thoại cho em luôn nào. Bò lót lông xanh xám 130.000 nha. Áo dạ này là 99.000 một áo 7 cân đến 30 cân nha. Dạ màu be, màu cam đất, màu xanh 99.000 một áo dạ nào. Đặt hàng áo dạ cho em xin địa chỉ số điện thoại ạ. À, set bò không có 30 cân chị ơi, set bò chỉ có cho các bé từ 7 cân đến 28 cân thôi. Set bò chỉ có từ 7 cân đến 28 cân thôi nha. Bộ này là 150 này.
Áo dạ bé gái 14 15 cân. Áo dạ 99.000 có cho các bé từ 7 cân đến 30 cân nhá. Áo dạ 99.000 một áo màu cam đất, màu be và màu xanh nha, từ 7 cân đến 30 cân. Chị nào lấy áo dạ này để lại địa chỉ số điện thoại nào? Dạ 3 màu nha. Cam đất, be và xanh 99.000 một áo ạ. À. 30 cân không có chị ơi. Áo dạ này là 99.000 nhá, 7 đến 30 cân ạ. À. Quần bò lót lông có size cho bé 7 tuổi không chị? Chị ơi, chỉ là quần bò thường thôi, quần bò 110.000 quần bò thường nhá. Chị Loan Trúc lấy áo dạ cho bé gái 14 15 cân để lại địa chỉ số điện thoại nào? Dạ 99.000 một áo nha chị ơi. Lấy màu kem hay là màu be là màu xanh nào? Màu cam nhất, màu be và màu xanh 99.000 một áo nha. Áo dạ là 99.000 một áo ạ. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn, em chốt đơn nào. Ơ sao một cái bị sao đây? Chết rồi. Áo dạ 99.000 một áo chị ơi. Có một bộ jean với áo jean có bớt không? Không chị ơi, không bớt ở đâu, em đã bán rẻ lắm rồi. Chị ơi một cái tắt rồi nhá, một cái baby shop ấy. Áo khoác bò, áo khoác dạ này là 99.000 một áo. Chị Loan Trúc cho em xin địa chỉ đi chị ơi. Loan Trúc cho em xin địa chỉ, em chốt đơn nào. Chị à, lấy cả bộ jean và bộ bò thì không bớt được rồi chị ạ. À. Nếu mà đơn hàng trên 500.000 thì sẽ được miễn phí ship thôi nhá. Em chỉ miễn phí ship được đơn hàng trên 500.000 thôi. Dạ này 3 màu là 99.000 một áo nha. Set bò bé nam 22 cân không? Không có. Set bò bé nam dài tay thì là 22 cân vừa này chị ơi, còn cái ấy thì không có. Set bò dài tay này là 150.000 một set 7 cân đến 28 cân nha. Set bò dài tay Gucci này là 150.000 7 cân đến 28 cân. Chị nào lấy set bò dài tay này cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. 22 cân vừa đấy chị Huyền Cương ơi, set bò này 22 cân vừa này. 150.000 một set nha. Chị Loan Trúc để lại địa chỉ nào, Loan Trúc để lại địa chỉ nào. Áo khoác 27 cân thì áo khoác dạ thôi chị ạ. Áo khoác dạ này có 27 cân nhá. Khoác dạ 3 màu, màu cam đất, màu xanh, màu be này, 27 cân vừa nha, 99.000 một áo này. Set bò này là 150.000 7 đến 28 cân ạ. Chị nào lấy set bò này để lại địa chỉ số điện thoại giúp em nha. 22 cân vừa đấy chị Huyền Cương ơi. Set bò dài tay xanh xám này là 150.000 một set 7 cân đến 28 cân ạ. Chị nào lấy set bò dài tay này cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. 27 cân không không vừa. Nếu mà áo bò lông ấy thì chỉ có từ 7 cân đến 26 cân thôi ạ. Áo bò lông chỉ có từ 7 đến 26 cân thôi. Khoác jean đây ạ, khoác bò lót lông từ 7 cân đến 26 cân vừa, 130 một áo nhá. Bộ bò đấy nữ mặc được không? Có chị ơi, nam nữ đều mặc được. Áo bò lót lông xanh xám này là 130.000 một áo 7 cân đến 26 cân này. Set jean này là 150.000 7 cân đến 28 cân nha. Set jean dài tay 150.000 7 cân đến 28 cân nha. Đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn nào, set jean 150 ạ. Ok chị Long Hồ nhá. Lấy một bộ xám với áo jean màu xanh lót lông. Bộ xám là 150.000 một bộ, áo jean lót lông là 130 là 280.000, 280.000 cộng với 30.000 tiền ship là 210 chị ạ. 200 à 310 nha. 280.000 cộng với 130.000 tiền ship là một là 310.000. Set này là 150.000 một set nha. Set này con trai gái đều mặc đẹp đấy chị ơi, set Gucci này đẹp mà, trai gái đều mặc đẹp. 150 một set, chị nào đặt để lại địa chỉ số điện thoại giúp em luôn nha. Set bò Gucci dài tay 150.000 7 cân đến 28 cân. Chất gì nó chất có co giãn không em? Có chị ơi, có co giãn nhẹ thôi. Chất gì này chất co giãn nhẹ thôi, 150 một set nha. Chất gì này chất co giãn nhẹ 150.000 một set 7 cân đến 28 cân này. Một trăm rưỡi một set chị Vũ Thúy ơi, 150.000 một set nha, đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Có từ 7 cân đến 28 cân chị ạ, à. Chị nào đặt mẫu này comment luôn nha. Set bò dài tay Gucci 150.000 7 cân đến 28 cân nha, đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Nhật Khánh Trần ơi, 24 cân vừa đấy chị ạ. À. Set jean này 24 cân vừa 150.000 nha.
Size đủ cho các bé từ 7 cân đến 28 cân nha. 150.000 một set đủ size cho các bé từ 7 cân đến 28 cân ạ. Chị nào lấy set này để lại địa chỉ số điện thoại nào. Trai gái đều mặc vừa đấy chị ạ. Chị Nhật Khánh Trần đây, 24 cân set jean vừa nhá. Set jean 24 cân vừa đấy ạ. Quần bò chú bé nhà mình, cho chị coi cái quần bò chú bé nhà mình bụng hơi to. Chị ơi cái quần bò này á, quần bò này mặc thoải mái mà chị. Nếu mà đây quần bò này thì nó mặc thoải mái mà. Quần bò này là quần bò chun nha, không phải quần bò khóa đâu. Quần bò này là cái dáng quần của nó cũng là dáng dài rồi đấy ạ. 150 một set nha. Chị Nhật Khánh Trần lấy set jean này không nhở? Set jean 150 nhá, áo bò lông 130 nhá. Không thì lấy áo khoác này. Áo khoác bây giờ mọi người mua rất là nhiều này, 130.000 một áo khoác nha. Áo khoác bò lót lông xanh, lót lông sáng 130.000 7 cân đến 26 cân ạ. Chị nào lấy khoác bò lót lông để lại địa chỉ số điện thoại đem cho đơn nha. 3 tuổi mặc được không? Mặc được chị ơi, 3 tuổi mặc được. Áo bò lót lông xanh xám 130.000 này, size đủ cho các bé từ 7 cân đến 26 cân nha. Tuổi là mặc vừa đấy chị Long Hồ ơi. Từ 7 cân đến 28 cân vừa, chị Nhật Khánh Trần đến cái set này để lại địa chỉ số điện thoại nào. Áo bò lông xanh xám 130 và áo da là 130 nha. Áo da cũng là 130.000 ạ. Cái quần bò đấy nó là quần bò chun nên là mình không phải lo bị chật đâu chị ơi. Quần bò nào bên nhà em cũng là làm quần bò chun nhá. Áo da 130.000 7 cân đến 28 cân nha. Chị nào đặt mẫu gì cho em xin địa chỉ số điện thoại đầy đủ ở đây luôn em cho đơn nha. 3 tuổi mặc được đấy chị ạ. Không sợ đâu chị ơi, vừa hết đấy. Chị Nhật Khánh Trần lấy set jean không cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Set jean là 150.000 nha, áo bò 130 nha. Chị Lâm Hồ ơi, chị đặt hàng cho em xin địa chỉ số điện thoại đi, em chốt đơn luôn nào. Áo bò 130 nhá. Mọi người yên tâm, cái hàng này là hàng mềm, bò mềm mặc rất là thoải mái luôn ạ. Áo da là từ 7 cân đến 28 cân chị ơi. Áo da đen, áo da nâu này là từ 7 cân đến 28 cân, giá là 130.000 một áo nhá. Từ 7 đến 28 cân 130.000, áo da này rất là đẹp luôn, da dáng bóng nhá. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại này giúp em nào các chị ơi. Quần bò rách xanh rách xám 110.000 này. Quần bò rách xanh rách xám 110.000 nha. Còn mẫu nào nữa không em? Chị ơi, còn áo kaki chị ạ. À? Áo kaki đây. Kaki nhưng mà kaki này nó chỉ còn màu vàng kaki với áo phao nhá. Áo phao là từ 15 cân đến 28 cân này. Áo phao và áo kaki, kaki thì còn mỗi màu vàng là từ 15 cân đến 25 cân thôi. Còn áo phao này thì có size từ 15 cân đến 28 cân nha. Màu xanh rêu, màu xám này. Phao xanh rêu, phao xám có size từ 15 cân đến 28 cân nha. Chị nào đặt hàng mấy cái áo này cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Vũ Thủy để lại địa chỉ số điện thoại nào. Chị Vũ Thủy để lại địa chỉ số điện thoại giúp em nha. Áo dạ chị ơi, áo dạ em chỉ có áo dạ hàng 99.000 thôi. Nó là dạ dáng, nó là áo dạ nhưng mà qua mông thôi chị ạ. À. Áo dạ 99.000 một áo nhá, 7 cân đến 30 cân dạ dáng dài đấy chị ơi. Đây này, cũng hơi dài này. 99.000 một áo nha, 7 cân đến 30 cân. Ok chị Long Hồ nha, lấy một áo da đúng không? Chị Long Hồ ơi, để lại địa chỉ số điện thoại giúp em nha. Áo dạ 99.000 một áo, 7 cân đến 30 cân ạ. Còn áo phao này là từ 15 cân đến 28 cân, giá là 150 một áo nha. Phao 150.000 một áo ạ. Chị nào đặt hàng mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại cho em luôn nào. Áo dạ đấy chị chỉ có áo dạ đấy thôi chị ơi, em chỉ có cái mẫu áo dạ ngắn đấy thôi.
Chị Long Hồ nhớ để lại địa chỉ luôn nha. Ok chị ơi, check cứ để lại thông tin ở đây em check cho. Áo phao xanh rêu, áo phao xám này là 150.000 một áo này, 15 cân đến 28 cân này. Long Hồ để lại địa chỉ giúp em chị ơi, con trai con gái đều mặc được chị ạ. À? Con trai con gái đều mặc được nhá. Con trai thì mình mặc áo màu xanh. Xanh hoặc là cam đất đẹp mà chị. Trai gái đều mặc được, chị có thể lên xem lên Facebook của em để xem ảnh mẫu nhá. Nói chung là trai gái đều mặc được hết chị ạ. Ôi, đầu bếp thế. Chị nào lấy mẫu gì để lại địa chỉ xuống thoại luôn cho em nào chị ơi. Chị Lục con đa tài ơi, áo dạ dáng dài này trai gái đều mặc được chị nhá, đặt hàng cho em xin thông tin luôn đi ạ. Ai lấy mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại giúp em nha. Đơn của chị á. Chị ơi đơn của chị nó là chị đặt gì đấy? Vâng ạ, à, ok chị Long Hồ nha. Đơn của chị nó là cái gì đây nhỉ? Chả nhớ nữa. Lấy chị bò với một cái áo jean, một áo da. Thì áo một bộ bò nó là 150.000 cộng với một áo jean là 130.000 cộng áo da là 130.000 là 260.000 cộng với 150.000 là 401, 401 cộng 30.000 ship là 404 chị ạ. Đúng nhỉ? Chị ơi để lại địa chỉ số điện thoại giúp em nào, chị nào đặt mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại cho em nha. Áo dạ này con gái trai gái đều mặc được ạ, 99 như một áo nha. Mọi người yên tâm em gửi hàng đến không kiểm tra hàng trước khi nhận cho em được hết ạ. Bò lót lông xanh xám 130 cái áo bò này ấm này, áo bò này rất là nhiều người mua này. Có 130.000 một áo thôi. Chị nào đặt áo bò comment ở đây luôn cho em nha. Ok chị Long Hồ nha, chốt nha. Mua một bộ bò, một áo jean và một áo da thì nó là 430 đấy chị ạ. 440. Áo kaki á. Kaki còn mỗi màu vàng thôi chị ơi, kaki là 130 nhá, còn mỗi màu vàng thôi. Kaki vàng này là 130.000 này. À hai bộ jean đúng không? Hai bộ jean thì là đơn của chị trên 500.000 là miễn phí ship đấy chị ạ. Hai bộ jean là 300 cộng với 260 thì nó sẽ là 560 rồi. 560 là miễn phí ship rồi chị Long Hồ ạ. Miễn phí ship bộ bò lông, bộ áo bò lót lông là từ 7 cân đến 26 cân vừa 130 nhá. Bò lót lông 130.000 từ 7 đến 26 cân vừa nha. Áo bò lót lông xám 130.000 7 26 cân vừa. Chị nào lấy áo bò lót lông này để lại địa chỉ số điện thoại cho em nào. Chị nào đặt mẫu gì để lại địa chỉ số điện thoại giúp em luôn nha. Mọi người ơi, ai lấy mẫu gì cho em xin thông tin địa chỉ số điện thoại luôn nào. Trai gái đều mặc vừa đấy chị ạ. À. Đồ bên nhà em bé trai bé gái đều mặc vừa nhá. Áo phao không có cho bé 10 cân đâu. Áo phao chỉ có cho bé từ 15 cân đến 28 cân thôi. Phao 150.000 nha. Ôi, đầu bật thế. Áo phao là 150.000 từ 15 cân đến 28 cân ạ. À. Chị nào lấy áo phao để lại địa chỉ số điện thoại đây luôn nào. Nếu mà không có chị nào lấy mẫu gì nữa thì hôm nay em sẽ tắt like ở đây nhá. Chị nào có nhu cầu mua thêm gì thì inbox cho em nha. Áo bò lót lông chị Lumi ơi, chị lấy áo bò lót lông không? 130 một áo nha, 7 cân đến 26 cân nha. Áo bò lót lông 130.000 7 đến 26 cân ạ.
Đặt hàng áo màu lông để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị Lê Quý nha. Chị Lê Quý cho em xin địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Hai bộ jean. Chị Lê Quý cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò nam trên cây là bao nhiêu tiền? Em chỉ có cái quần bò này thôi, quần bò rách với cả quần bò túi quần bò sọc thôi. Em có quần bò sọc này này chị ơi, quần bò trên cây thì hết rồi. Quần bò 110 nha. Chị Sumi để lại địa chỉ số điện thoại nào. Ok chị, vâng ok chị Long Hồ em biết rồi ạ. Chị Sumi ơi cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Sumi và Lê Quý này cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Tính giúp chị bao nhiêu tiền. Lê Quý này một áo dạ màu be là 99.000, hai bộ jean là 300 thì nó là 400.000, 399.000, 400.000 nha. Thì sẽ có phí ship là 30.000 nữa là 430 chị nhá. Tại vì là đơn hàng trên 500 nghìn mới được miễn phí ship chị ạ. Nếu không thì chị có thể mua thêm một chiếc áo bò lông. Tại vì áo bò lông bán rất là chạy và nó mặc cũng rất ấm nữa chị ạ. Áo dạ thì không ấm bằng áo bò lông đâu chị ơi. Có chị ơi, được xem hàng trước khi nhận nhá. Chị Sumi cho em xin địa chỉ số điện thoại nào. Quần bò 110 nha. Quần bò rách xanh rách xám 110 nghìn, áo bò lông 130 nha. Chị nào lấy mẫu gì comment luôn cho em đi nào. Ai lấy mẫu gì để lại số điện thoại và địa chỉ luôn ở đây em chốt đơn luôn nha. Trời ơi hôm nay không bán được cái gì. Có được xem hàng chưa ghi nhận chị ạ? À, chị Sumi để lại địa chỉ nào. Chị Sumi để lại địa chỉ giúp em nha. Không có ai lấy mẫu gì nữa thì bây giờ em sẽ tắt like ở đây nha. Hai quần là 200 rồi chị ạ, à, mua hai quần thì là 200. Chị Lê Quý là lấy hai bò jean nữa. Chị lấy hai bộ jean hay là lấy hai quần jean? Nếu mà hai quần jean thì là 200, còn nếu mà lấy hai bộ jean thì nó là 300.000 hai bộ nhá. Em thấy chị ghi là bộ jean mà. Bộ jean hay là quần jean à? Bộ jean thì là 150 một bộ, là hai bộ là 200, còn nếu mà quần jean thì là 110.000 một quần, hai quần là 200 nhá. Hai bộ là 300. Hai bộ thì là 300.000 chị Lê Quý nhá. Hai bộ jean là 300.000. Cộng với một áo dạ màu be đúng không là 99.000 một áo là 399.000. Cộng với 30.000 phí ship nữa chị ạ. Còn em tưởng là chị hỏi là quần jean. Nếu mà mua quần jean thì là 200.000 hai quần. Ok chị Sumi chốt nha. Có chị Hoa Nguyễn ơi có đấy. Áo bò lông có 23 cân nhá. 130 một áo. Chị ơi em gửi rồi, đơn hàng của chị đặt của em mà hôm trước đúng không, em nhớ mà. Còn chị nào lấy mẫu gì nữa không? Hai áo jean có mũ nó là 260. À có nghĩa là chị lấy set 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 ấy á. Chị lấy hai áo bò lông là à ok, vậy thì nó sẽ là 240.000 một bộ, 240.000 cộng bộ một bộ là 480 cộng với lại 9 100.000 áo dạ nữa, áo dạ 99 thì là 100 đi. Thì là 580 chị ạ, à. Vậy là đơn của chị cũng được miễn phí ship chị nhá. Em tưởng là chị lấy cái bộ này. Nhưng mà chị là lấy áo bò lông với cả quần bò là thành bốn sản phẩm đúng không ạ? Thế là chị được miễn phí ship rồi nhá. Vậy tại vì là cái set đấy là 240.000 một set cơ mà. Hai quần thì là 200. Có 260, 460, 460 cộng 560, 560 chị ạ. Để em nhắn tin cho chị nhá, chị Lê Quý ơi để em nhắn tin nha. Chị ơi ngày mai em sẽ ship luôn tầm khoảng 2 đến 4 ngày nhận được hàng chị ạ. 150 một bộ chị Thẩm Hường ơi, 150 một bộ. Chị ơi áo phao 28 cân đây nhá, 150 một áo nhá. Chị nào lấy không comment luôn nào. Còn ai lấy mẫu gì nữa không ạ? Khăn nát khăn em không bán. Các em mua áo em đang mặc cũng không bán chị ơi. Úi dồi, hôm nay lắm người hỏi áo thế.
Chị ơi em chỉ miễn phí ship được thôi, tại vì là bên nhà em không phải là chủ đâu mà. Em chỉ bán hộ thôi. Nếu mà hôm nay không có chị nào lấy thêm gì nữa thì em sẽ tắt like nha, tạm biệt mọi người nha. Nhắn tin cho em chị Lê Quý, à có gì em sẽ nhắn tin cho chị nhá.